Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Talk Show của chúng tôi. Thưa quý vị, hiện nay ở các thành phố lớn nơi có mật độ dân số cao, tốc độ phát triển kinh tế đô thị nhanh chóng, việc sử dụng thang máy dường như đã trở thành tiện ích đối với tất cả mọi người. Điều này không những giúp cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, thiết bị, thi công lắp đặt thang máy có chỗ đứng trên thị trường, mà còn hạn chế được những mối nguy hiểm khi leo thang bộ trong các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, để chọn được đơn vị có khả năng tư vấn, thi công, lắp đặt thang máy uy tín đến từ những thương hiệu lớn trên thị trường với chất lượng luôn được đảm bảo và được sự an toàn thì không phải ai cũng biết. Và trong chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay của chúng tôi, để cùng bàn luận về vấn đề này thì xin giới thiệu đến khách mời anh Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty thang máy Hùng Phát. Vâng, cảm ơn MC Ngọc Huyền. Xin chào quý vị khán giả. Thưa anh, chúng ta không thể phủ nhận là nhu cầu sử dụng thang máy thì tại Việt Nam ngày càng phổ biến và tăng cao. Và đứng trước cái vấn đề như vậy thì rất là nhiều đơn vị sản xuất và cung cấp thang máy ra thị trường. Thì bên cạnh những đơn vị có chất lượng này, cung cấp được những cái thang máy đảm bảo về độ an toàn thì cũng đi kèm với đó là những đơn vị sản xuất hàng kém chất lượng. Và nếu mà không may người tiêu dùng dùng phải thì sẽ gây rất là nhiều nguy hiểm. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về vấn đề này? Trên thị trường thang máy á, thì có rất là nhiều đơn vị cung cấp. Tất nhiên rằng là mỗi một đơn vị thì theo một cái mục tiêu, thì có những đơn vị rằng là người ta có tâm và có tầm, thì cũng không thiếu những đơn vị mà chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua những cái vấn đề về an toàn. Thế thì để mà khách hàng mà hiểu, tìm kiếm một sản phẩm mà đáp ứng được những cái tiêu chí cho gia đình nhà mình sử dụng, thì khách hàng cũng phải có những cái kiến thức nhất định về sản phẩm. Ví dụ như mà cái sản phẩm mà chính hãng thì thường thường là các cái thông số để kiểm soát đó là COCQ, xuất xứ hàng hóa. Thì với những cái sản phẩm chính hãng thì thường thì là cái tính thẩm mỹ khá cao, thì các bạn có thể là quan sát và nhìn thấy rằng nó bằng mắt cảm nhận được. Thứ hai nữa là về cái vấn đề về chính hãng rồi thì nó dẫn đến chất lượng sẽ được đảm bảo. Thì tiếp theo nó kéo theo là cái tuổi thọ của sản phẩm khá tốt. Từ những cái đó thì dẫn đến cái vấn đề là chi phí vận hành, sửa chữa hạn chế và người tiêu dùng được rất nhiều cái quyền lợi. Thế thì ngược lại thì những cái sản phẩm mà cái nguồn gốc xuất xứ nó không rõ ràng, mà để đưa được cái này thì thực ra thì nó lại dựa theo cái vấn đề rằng là nhận thức của người tiêu dùng. Thế thì những cái nhược điểm của những cái sản phẩm mà là thiếu kém chất lượng đó, thì thứ nhất là động cơ hoặc là các thiết bị không đồng bộ, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng thì nó dẫn đến cái tính ổn định của khi vận hành nó thấp, thì cái tính thẩm mỹ khá kém. Và tiếp theo là chính vì không đồng bộ hoặc sản phẩm trôi nổi thì không kiểm soát được chất lượng, dẫn đến cái việc mà nó sẽ bị hư hỏng trong cái quá trình sử dụng. Ta là vừa nhắc đến vấn đề đó là nếu như mà các cái đơn vị cung ứng và sản xuất thang máy mà cung cấp ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng thì sẽ gây rất là nhiều nguy hiểm cho người tiêu dùng. Vậy thì anh có thể chia sẻ là nếu như mà người tiêu dùng muốn tìm đến một cơ sở sản xuất và cung cấp thiết bị thang máy an toàn và chất lượng thì cần phải dựa vào yếu tố gì ạ? Theo tôi nghĩ thì bằng cái kinh nghiệm bằng là trên 15 thì tất cả mọi cái thì nó phải xuất phát từ cái nhu cầu mình có tìm kiếm thì mình có sự chọn lọc. Thế thì đòi hỏi rằng là bạn mua cho ai, mua cho mình thì mình phải có trách nhiệm tìm kiếm được cái sản phẩm thông tin đó. Thế thì để một đánh giá một cái sản phẩm mà nó có chất lượng hoặc cái nhà cung cấp có uy tín đó, thì đầu tiên là bạn phải hiểu về các cái thông số của cái sản phẩm mình đưa vào sử dụng. Tiếp theo nữa là cái vấn đề rằng là bạn phải có sự trải nghiệm thực tế. Cái trải nghiệm thực tế này ở đâu? Đó là các cái công trình mẫu mà cái đơn vị mà bạn muốn mua, người ta có trách nhiệm dẫn bạn đi xem và bạn cảm nhận và đánh giá. Tiếp theo nữa là cái này cũng cực kỳ là quan trọng. Người tiêu dùng phải là thông thái, sáng suốt, đánh giá được cái quy mô cũng như năng lực của cái doanh nghiệp tham gia cung ứng. Có những rất nhiều doanh nghiệp là người ta rất tốt, nhưng bên cạnh đó thì không thiếu gì doanh nghiệp rằng là thiếu cái tâm trong nghề. Cái người tiêu dùng thì nên là đánh giá bằng những cái việc như tác phong của nhân sự công ty, tương tác nó thể hiện cái bộ mặt văn hóa của doanh nghiệp. Thứ hai là người tiêu dùng cũng phải nên rằng là thẩm định cái năng lực của cái đơn vị cung cấp đó. Thẩm định năng lực của đơn vị cung cấp đó thì tôi nói về yếu tố về chuyên môn, về con người, về tài chính, về hậu mãi,
Cảm ơn anh vì chia sẻ vừa rồi. Và đối với tiêu dùng 24/7 thì chúng ta luôn nhắc tới câu chuyện đó là xây dựng một thương hiệu mạnh. Vậy thì không biết là cái quá trình mà công ty Thang máy Hùng Phát xây dựng và khẳng định được thương hiệu của mình thì nó như thế nào? Hơn chục năm qua thì từ những ngày sơ khai đến thời điểm này thì chúng tôi cũng có những cái bước tiến là khá dài. Văn phòng hệ thống chúng tôi chuyển dài là từ Bắc vào Nam, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Nhưng để mà kim chỉ nam mà làm thì chúng tôi luôn theo một cái chân lý, đó là vấn đề chúng tôi đầu tư vào con người. Công nghệ thì chúng tôi theo đuổi, nhưng không có con người thì cũng không thể truyền tải và khai thác được những công nghệ đó. Việc thứ hai nữa là cái mà chúng tôi luôn hướng đến, đó là tìm một cái điểm chung giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp. Mà làm sao làm thì doanh nghiệp cũng không vụ lợi quá, ngược lại thì người tiêu dùng cũng đủ để mà hưởng những cái quyền lợi theo đúng cái giá trị. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi là theo đuổi một cái triết lý cuối cùng, cái lợi nhuận mà chúng tôi được về lâu về dài đó là mối quan hệ. Thì đó là cái kim chỉ nam mà chúng tôi làm, tức là làm sao làm bảo vệ quyền lợi và cam kết những cái điều khoản mà mình đã làm với khách, ký với khách hàng để giữ lại chữ tín cho mình. Vậy thì trong câu chuyện là xây dựng thương hiệu của mình thì anh có thể chia sẻ về cho khán giả truyền hình về một số cái dự định phát triển sản phẩm trong tương lai được không ạ? Đến thời điểm này thì bên Hùng Phát tôi tự tin là một trong năm doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc và cam kết rằng là vấn đề rằng là chạy theo cái quyền lợi khách hàng, cái service sau bán hàng và cái giá trị công ty được hưởng, đó là cái mối quan hệ, cái niềm tin của khách hàng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập những bộ phận phát triển về thương mại quốc tế. Và trong 2 năm vừa rồi là bên tôi là đã thành lập chi nhánh tại Lào và Campuchia. Mặt thứ hai, tiếp tục đầu tư về hệ thống nhân sự con người. Mình xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp, nó có sự bình đẳng, sự tôn trọng và biến cái doanh nghiệp của mình nó như một ngôi nhà chung cho tất cả các thành viên. Cảm ơn anh Hùng vì chia sẻ vừa rồi. Và khi mà lắng nghe câu chuyện về chính doanh nghiệp của anh thì Ngọc Huyền hy vọng rằng là đối với Thang máy Hùng Phát thì trong tương lai sẽ phát triển hơn nữa và có thể một tương lai đi xa hơn là có thể đưa sản phẩm của mình ra vươn tầm quốc tế. Cảm ơn MC Ngọc Huyền. Thưa quý vị, qua những thông tin vừa rồi thì chắc hẳn không ít người đã có thêm nhiều thông tin hữu ích xoay quanh sản phẩm Thang máy Hùng Phát. Và để giúp quý vị hiểu hơn về sản phẩm này thì xin mời xem phóng sự ngay sau đây. Công ty Thang máy Gia đình Hùng Phát là một trong những đơn vị chuyên cung cấp, tư vấn thiết kế và trực tiếp lắp đặt, sửa chữa thang máy hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy, công ty tư vấn và trực tiếp lắp đặt các loại thang máy như thang máy tải khách, thang máy gia đình, thang máy nhập khẩu, thang máy liên doanh. Với tôn chỉ đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng, Thang máy Hùng Phát giúp khách hàng được trải nghiệm chất lượng sản phẩm, độ an toàn, thiết kế và hoạt động của thiết bị trước khi quyết định sử dụng cho công trình xây dựng của mình. Khi tôi tiến hành làm nhà thì cũng liên hệ với trên mạng và tìm được là công ty dịch vụ Hùng Phát và gặp các bạn tư vấn, để các bạn đã tư vấn cho tôi về các loại và kích cỡ thang máy của Hùng Phát. Thì sau khi nghe tư vấn thì tôi cũng cảm thấy yên tâm và từ khi sử dụng cái thang máy bây giờ thì thấy rằng là sử dụng thì thấy trước mắt là thấy chất lượng tương đối ổn định, tốt, êm, hình thức mẫu mã là thấy được. Và đặc biệt là đội ngũ nhân viên của Hùng Phát đến làm việc ở đây là tôi thấy rằng là tốt, cởi mở và thân thiện, nhiệt tình với khách hàng. Mong muốn đem đến cho người tiêu dùng dịch vụ thang máy tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, tiện nghi. Với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và sáng tạo, công ty Thang máy Hùng Phát mang tới cho khách hàng các dịch vụ thi công, lắp đặt và tư vấn thang máy chuyên nghiệp, tận tình, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được thẩm mỹ tốt nhất. Khi chúng tôi đưa thang máy Hùng Phát vào sử dụng ấy, thì độ an toàn của Hùng Phát thì cảm thấy là khá an toàn. Và dịch vụ của Hùng Phát, đội ngũ nhân viên thì khá là chu đáo và nhiệt tình, hàng tháng có đến bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng gần hướng dẫn sử dụng chúng tôi. Về độ thẩm mỹ của Hùng Phát thì khá là đẹp, các khách hàng người ta đến người ta cũng rất là khen.
Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thang máy, công ty thang máy Hùng Phát đã có những bước tiến mạnh mẽ, từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thang máy trong nước, từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thang máy trong nước hiện nay. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết, kỹ thuật viên thiết kế có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm, Hùng Phát luôn mang đến những dòng sản phẩm tốt nhất với chất lượng hàng đầu, giá cả hợp lý và an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị, đối với thang máy khi đưa vào hoạt động trong bất kỳ công trình nào, nếu được chú ý tới duy trì chất lượng, độ an toàn cao sẽ giúp cho người sử dụng có thể yên tâm khi ứng dụng thiết bị hữu ích này. Và những thông tin trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay hy vọng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm sự lựa chọn cho mình trong việc lựa chọn thương hiệu thang máy uy tín và chất lượng. Đến đây thì thời lượng chương trình đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6. Xin chào và hẹn gặp lại!